Phần đầu tiên đó là phần C, tức là lợi tức trên cổ phần ở quý hiện tại càng cao thì nó càng tốt. Dell Computer, Maria Online là Cisco System. Thì tại sao trong hàng nghìn cổ phiếu được giao dịch mỗi ngày chỉ có 3 cổ phiếu này đạt được thành tích tốt trong thập niên năm 1990, và đâu là câu trả lời đặc điểm chung của tất cả chúng đều sở hữu trong số hàng trăm nhân tố có thể khiến cho giá cổ phiếu lên một xuống? Chúng ta sẽ bàn về thời điểm bán ra để thu lợi trong chương 10. Đây không phải là những câu hỏi vô nghĩa. Câu hỏi sẽ mở ra cánh cửa bí mật dẫn đến thành công thực sự trên thị trường chứng khoán. Cuộc nghiên cứu tất cả những cổ phiếu siêu sao trên thị trường chứng khoán từ nửa thế kỷ của chúng tôi đã cho thấy chúng có vẻ chia sẻ những đặc điểm chung. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật chính là những con số lợi tức mà mỗi công ty thành công đều báo cáo trong một hai quý gần nhất gần đây, trong những cú đột phá về giá của chúng. Ví dụ, C-System thông báo lợi tức trên cổ phần là tăng 150% đến 155% trong quý 2 và quý 3 năm 1990. Trong đợt tăng giá ngoạn một năm hàng 1467% trong 3 năm sau. Lợi tức quý của American Online thì gia tăng 900% và 283% trước cú nhảy 557% về giá của nó chỉ trong vòng 6 tháng kể từ tháng 10 năm 1998. Lợi tức của Dell Computer tăng 74% đến và 108% trong hai quý liền kề trước giai đoạn gia tăng kéo dài 27 tháng của nó kể từ năm tháng 11 năm 1996, với tỷ lệ tăng trưởng là 1780%. Ở Center Computer KPN thì báo cáo lợi tức tăng vọt 1500 trong quý 3 năm 1994, ngay trước giai đoạn tăng giá 1380% trong 15 tháng sau đó. Uncostat thì thông báo lợi nhuận tăng 300% ngay trước giá cổ phiếu của nó leo thang năm 1486 trong vòng 16 tháng tiếp theo kể từ tháng 1 năm 1995. Thực tế là nếu nhìn vào danh sách những cổ phiếu từng thành công vang dội trên thị trường, ngay lập tức bạn sẽ nhận ra được mối quan hệ giữa tăng vọt lợi nhuận với sự bùng nổ của giá cổ phiếu, và bạn sẽ thấy rõ tại sao cuộc nghiên cứu của chúng tôi lại đi đến cái kết luận rằng cổ phiếu mà bạn chọn phải cho thấy sự tăng trưởng với tỷ lệ lớn lợi tức quý hiện tại, quý mới nhất được báo cáo khi so sánh với cùng kỳ năm trước. Kiếm những mức cổ phiếu có lợi nhuận hàng quý tăng đột biến. Trong những mẫu nghiên cứu trong 600 cổ phiếu thành công nhất từ năm 1952 đến năm 2001 của chúng tôi, 3/4 những mức tăng trưởng lợi tức trung bình hơn 70% trong báo cáo quý nhất được công bố trước khi bắt đầu tăng giá mạnh. 1/4 còn lại không tăng mạnh trong quý hiện tại nhưng lại lộ sự tăng trưởng ngay trong quý tiếp theo và có tỷ lệ tăng trưởng tức trung bình đến 90%. Nếu những cổ phiếu tốt nhất đều có thể tăng trưởng thuận lợi lớn như vậy thì chúng tăng giá mạnh thì có lý do gì bạn phải chọn những cổ phiếu khác? Có thể bạn sẽ thấy chỉ 2% trong tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên sàn trong danh sách của Nasdaq hoặc là sàn giao dịch lớn nhất của chứng khoán Hoa Kỳ New York cho thấy mức tăng trưởng lợi tức lớn như vậy. Xong nên nhớ rằng bạn đang tìm những cổ phiếu siêu hạng, không phải những thứ tầm thường. Đừng lo, chắc chắn bạn chắc chắn chúng ở ngay ngoài kia. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ cuộc tìm kiếm nào khác, có thể bạn sẽ gặp cả bẫy hầm hố đơn độc trên đường đi và bạn phải biết cách tránh chúng. Con số lợi tức trên cổ phiếu EPS mà bạn muốn tập trung theo dõi được tính toán bằng cách đem lấy tổng lợi nhuận sau thuế của công ty đang xét chia cho tổng số cổ phần phổ thông đã được phát hành. Tỷ lệ biến động của EPS là yếu tố riêng rẽ quan trọng nhất trong việc bạn lựa chọn cổ phiếu ngày nay. Tỷ lệ này là giá trị dương tăng trưởng và nó càng cao càng tốt. Trong giai đoạn bùng nổ của mạng Internet vào cuối thập niên năm 1990, một số người mua cổ phiếu dựa trên những câu chuyện phóng đại và lợi nhuận và sự giàu có, trong khi đa số công ty Internet hoặc các công ty chấm com lại làm ăn rất lụng bại với những bản báo cáo lợi tức tuyệt vời của các công ty như AOL, Yahoo trong tay, việc mạo hiểm
hiến tiền mồ hôi nước mắt của bạn vào những cổ phiếu mập mờ và hoàn toàn không cần thiết. AOL và Yahoo thực sự là đầu tàu của thị trường trong thời kỳ đó. Khi giai đoạn điều chỉnh sụt giá, không tránh khỏi những thị trường sẽ đến. Cổ phiếu của những công ty kinh doanh không có lãi hoặc là không có lợi tức, tức là lợi tức âm, thì sẽ gánh chịu những suy thoái trước nhất và nặng nề nhất. Bạn không cần phải thêm những rủi ro đó. Tôi vẫn tiếp tục phải kinh ngạc vì một số nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp, không kể nhà đầu tư cá nhân, vẫn mua các cổ phiếu phổ thông có báo cáo lợi tức hàng quý mới nhất, dậm chân tại chỗ và đi xuống. Hoàn toàn không có lý do chính đáng nào để chứng minh một cổ phiếu sẽ trụ giá, được giá, chứ chưa nói đến chuyện tăng giá. Khi lợi nhuận quý gần nhất của nó sụt giảm thảm bại, ngay trước tỷ lệ tăng trưởng lợi tức là 5% hoặc 10% cũng không đủ để kích hoạt giai đoạn tăng giá mạnh của cổ phiếu. Hơn nữa, nhiều khả năng một công ty có mức tăng trưởng lợi tức 8% đến 10% sẽ đột ngột báo cáo ở con số thấp hơn ở quý tiếp theo. Không như một số nhà đầu tư tổ chức có thể bị hạn chế do quy mô của các quỹ của họ, các nhà đầu tư cá nhân có lợi thế là có thể đầu tư vào những cổ phiếu tốt nhất trong giai đoạn tăng trưởng, mặc dù số cổ phiếu không lợi nhuận như Amazon .com hoặc là Berlin.com, nó vẫn được tăng giá trong giai đoạn 1998-1999. Nhưng đa phần các nhà đầu tư khôn ngoan vẫn lựa chọn các cổ phiếu. Cái thứ hai là chúng ta phải coi chừng những bản báo cáo lợi tức nhập nhằng. Có bao giờ bạn từng đọc một bản báo cáo lợi nhuận hàng quý của công ty nào như thế này chưa? Đấy là chúng tôi vừa trải qua 3 tháng đầu năm tồi tệ. Các khách hàng chuyển mạnh của công ty từ chối chúng tôi do hoạt động kém hiệu quả của văn phòng chính. Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi vừa tung ra thị trường một sản phẩm mới tốt hơn, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho doanh số của công ty. Hơn nữa, chúng tôi đang mất dần thị trường ở Trung Tây. Đây thực sự là một sai lầm tai hại về mặt quản lý, không đời nào. Đây là những gì bạn thấy. Công ty Gris sẽ đạt mức doanh thu kỷ lục 7,2 triệu đô la so với 6 triệu cùng kỳ năm ngoái, tăng 20% trong quý 1. Nếu bạn đã là một cổ đông, chắc hẳn là một tin tuyệt vời. Chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng. Nói cho cùng, đây là một công ty tốt. Nếu không, bạn đã chẳng đầu tư cho nó ngay từ đầu và bản báo cáo này đã xác nhận ý nghĩ của bạn. Thế nhưng, tuyên bố doanh thu đã phá kỷ lục này có thực sự là bản tin tốt lành? Chúng ta đã giả sử một công ty này đồng thời công bố mức lợi nhuận là 2,1 đô la của một cổ phần, tăng 5% so với 2 đô la của cùng kỳ năm ngoái. Không phải bây giờ ta cảm thấy tình hình tốt đẹp hơn sao? Câu hỏi liệu bạn cần đặt ra là tại sao doanh thu lại tăng hơn 20% nhưng lợi nhuận lại tăng chỉ 5%? Những con số này đều nói lên điều gì về lợi nhuận của công ty? Đa số các nhà đầu tư đều bị ấn tượng trước những điều mà họ đọc được. Các công ty chẳng dạy gì không phô bày những mặt tươi đẹp nhất của mình trước báo chí và truyền hình. Ngay cả doanh thu của công ty này tăng trưởng 20% và đạt đến một mức cao kỷ lục trong lịch sử của nó, điều đó vẫn chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với lợi nhuận của công ty. Câu hỏi then chốt dành cho các nhà đầu tư thành công luôn phải là lợi tức trên cổ phần của quý hiện tại tăng bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng ta hãy giả sử một công ty của bạn báo cáo doanh số tăng 10% và lãi là 12%, nghe có vẻ tốt phải không? Chưa chắc đâu, bạn đừng để ý đến tổng lợi nhuận của toàn công ty. Bạn không sở hữu toàn bộ công ty đó, mà chỉ sở hữu cổ phần của nó. Công ty đó vừa phải phát hành thêm cổ phiếu hoặc là pha loãng cổ phiếu phổ thông bằng cách khác. Vì vậy, dù lãi ròng có thể là 12%, song lợi tức trên cổ phần, tâm điểm chú ý của bạn với tư cách là nhà đầu tư, bạn chỉ có thể tăng là 5-6%. Bạn có khả năng nhìn thấu được bản báo cáo thiên lệch. Đừng để họ sử dụng những từ như doanh thu, lãi ròng để đánh lạc hướng sự chú ý của bạn khỏi sự thực tế quan trọng như lợi tức trên cổ phần hàng quý. Để làm rõ thêm vấn đề này, bạn luôn phải so sánh lợi tức trên cổ phần của một công ty cùng kỳ với cùng năm kỳ năm ngoái chứ không phải là quý trước, để tránh những yếu tố dao động theo thời vụ. Nói cách khác,
không so sánh lợi tức của quý 4 với lợi tức của quý 3. Thay vì vậy, bạn phải so sánh lợi tức của quý 4 hôm nay với lợi tức quý 4 năm trước để có được những đánh giá chuẩn xác hơn, loại bỏ những khoản lợi tức một lần bất thường của công ty. Nhà đầu tư thành công phải tránh được cạm bẫy do khoản lợi tức không có tính chu kỳ gian nga. Nếu một công ty sản xuất máy tính báo cáo lợi nhuận trong quý gần đây bao gồm những khoản lợi tức không có tính chu kỳ đến từ hoạt động đặc biệt, chẳng hạn như bán bất động sản, thì phần lợi tức này phải được trừ ra. Những khoản lợi tức như vậy đại diện cho sự kiện chỉ ra một lần, không tái diễn, và là những lợi nhuận thật sự thu được từ hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty. Bạn cần loại bỏ những khoản lợi tức là kết quả của những sự kiện theo kiểu vậy, đặt ra một mức sàn tối thiểu cho việc tăng trưởng lợi tức. Dù bạn là một nhà đầu tư mới hay một nhà đầu tư có kinh nghiệm, thì tôi khuyên bạn không nên mua bất kỳ cổ phiếu nào không báo cáo tỷ lệ tăng trưởng lợi tức ít nhất là 18-20% trong quý gần nhất so với cùng kỳ năm trước. Trong cuộc nghiên cứu của mình về công ty thành công nhất định trên thị trường, chúng tôi đã khám phá ra tất cả chúng đều có đặc điểm chung này trước khi diễn ra những biến động lớn về giá cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư đã thành đạt sử dụng 25-35% làm tỷ lệ sàn tối thiểu cho mức tăng trưởng lợi tức. Để có thể an toàn được, bạn chỉ có thể chọn những cổ phiếu nào có tỷ lệ tăng trưởng lợi tức đáng kể trong hai quý liền gần nhất. Trong giai đoạn thị trường tăng trưởng, các chỉ số bình quân của thị trường có khuynh hướng tăng. Tôi thường tập trung vào những cổ phiếu có mức tăng lợi tức mạnh mẽ từ 4% đến 500% hoặc hơn. Bạn có hàng nghìn cổ phiếu để lựa chọn. Tại sao không mua sản phẩm tốt nhất có thể để mài bén hơn trong tiến trình lựa chọn cổ phiếu của bạn? Hãy dự đoán lợi tức trong một hai quý tiếp theo và so sánh nó với báo cáo cùng kỳ năm ngoái. Chú ý xem kết quả lợi tức trong các quý sắp tới sẽ đảo ngược một kết quả lợi tức lớn hoặc nhỏ bất thường trong kỳ năm trước hay không. Nếu kết quả bất thường trong năm trước không phải là do những nhân tố thời vụ gây ra, bước đi này có thể giúp bạn dự đoán được một báo cáo lợi tức tốt hoặc là xấu trong tháng tiếp theo. Ngoài ra, đừng quên tham khảo ước lượng lợi tức nhất trí, những tham khảo tổng hợp ước lượng lợi tức của một nhóm lớn các nhà phân tích cho vài quý tiếp theo và cũng như 1-2 năm để đảm bảo công ty của bạn quan tâm đang đi có một lộ trình tích cực. Một dịch vụ ước lượng lợi tức thậm chí còn cung cấp những dự đoán tăng trưởng lợi tức hàng năm cho 5 năm tiếp theo của nhiều công ty. Nhiều nhà đầu tư cá nhân và ngay cả một số đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty bảo hiểm mua những cổ phiếu có lợi tức giảm trong quý gần nhất chỉ vì họ cảm thấy thích công ty đó và nghĩ rằng giá cổ phiếu nó rẻ. Thông thường họ tin rằng lợi nhuận sẽ tăng mạnh trở lại trong những thời gian gần. Trong một số trường hợp điều này có thể đúng, nhưng trong nhiều trường hợp khác thì không. Vấn đề mà bạn được quyền lựa chọn đầu tư vào hàng nghìn công ty và nhiều công ty trong số đó đang thể hiện rõ những kết quả hoạt động hiệu quả. Bạn không cần phải chấp nhận những lời hứa hẹn về mức lợi tức có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cuộc tranh luận về quá nhấn mạnh về lợi tức hiện tại. Trong những năm qua, người ta nhận thấy rằng các công ty của Nhật Bản tập trung vào những lợi nhuận lâu dài hơn là lợi tức trên cổ phần hiện tại. Họ đổ tiền vào dự án nhằm để củng cố tương lai của công ty, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển. Khái niệm của họ rất hợp lý và cũng được tổ chức, được quản trị tốt ở Hoa Kỳ. Một số ít các công ty mà theo đuổi đó là cách của những công ty hàng đầu để tạo ra tăng trưởng lợi tức khổng lồ. Họ đầu tư nhiều năm nghiên cứu và phát triển ở những thị trường mới siêu đẳng. Nhưng bạn đừng nhầm lẫn, với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân, bạn hoàn toàn có quyền chờ cho tới khi nào công ty chứng minh được nỗ lực của họ đã thành công và bằng cách thể hiện mức gia tăng lợi nhuận đó thực sự. Quy định lợi tức quý hiện tại phải tăng mạnh chính là một cách khôn ngoan giúp nhà đầu tư giảm thiểu những rủi ro sai lầm trong việc lựa chọn cổ phiếu. Nhiều công ty lâu dài ở Hoa Kỳ có ban lãnh đạo bất tài liên tục tạo ra những kết quả lợi tức tầm thường. Tôi gọi đó là những thuần lý cần cứu giúp hoặc là những ban lãnh đạo cần quan tâm. Đây là những công ty mà bạn muốn tránh, trừ khi ai đó là có đủ dũng khí để thay đổi ban lãnh đạo cao cấp của chúng. Hoàn toàn không ngẫu nhiên mà những công ty này có thể ra sức thổi phồng tỷ lệ tăng trưởng lên 8% hoặc 10%. Những công ty đang phát triển thực sự với những sản phẩm mới tuyệt vời hoặc là những công tác quản lý tiến bộ không cần phải tìm cách thổi phồng tối đa kết quả hiện tại của họ. Chú ý tăng tốc trong tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng quý. Kết quả phân tích của những cổ phiếu thành công nhất của chúng tôi còn cho thấy rằng trong gần như mọi trường hợp,
Mức tăng trưởng lợi tức được tăng tốc đôi trong khoảng 10 quý trước khi cuộc leo thang về giá bắt đầu. Nói cách khác, lợi tức tăng mạnh không phải là nguyên nhân duy nhất để gây ra sự chuyển biến lớn, mà chính là mức tăng trưởng cao cộng với sự tăng tốc so với tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trong quá khứ của công ty đang xét. Ngày nay, Phú Quân được gọi là hiện tượng kỳ tích về lợi tức. Nếu một công ty đang có tỷ lệ lợi tức là 15% trên một năm thì bỗng nhiên tăng vọt lên 40-50% cao lên hơn nữa, thì thông thường điều đó sẽ tạo ra những điều kiện cần thiết để gây bùng nổ giá cổ phiếu. Chú ý sự đồng bộ giữa mức tăng trưởng doanh thu, doanh số và lợi tức. Lợi tức hàng quý tăng mạnh phải luôn luôn được hỗ trợ bởi tỷ lệ tăng trưởng doanh số ít nhất là 25% trong quý gần nhất, hoặc là sự tăng tốc về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trong 3 quý gần nhất. Những cổ phiếu mới phát hành lần đầu tiên được niêm yết trên thị trường có thể có biểu hiện có thể hiện mức tăng trưởng khổng lồ về mặt doanh thu, đôi khi lên tới 100% hoặc là 80 hoặc 2 quý trước đó. Một số nhà đầu tư chuyên nghiệp mua cổ phiếu Worteman Agen Amen ở cổ phiếu là giá $50 vào đầu năm 1998 vì lợi tức của nó tăng liên tục trong 3 quý liền từ 20 đến 75% và 268%. Tuy nhiên, doanh số của công ty chỉ tăng 50%. Vài tháng sau, giá cổ phiếu này rất mạnh xuống $15. Lời giải thích cho sự kiện này là con số lợi tức có thể bị thổi phồng trong một vài quý do sự cắt giảm chi phí hoặc là công tác nghiên cứu và sự phát triển do sự cắt giảm giảm phát và các nguồn dự trữ vốn dự trữ quảng cáo và những hoạt động tích cực khác. Tuy nhiên, để có thể trụ lâu, tăng trưởng lợi tức có thể hỗ trợ doanh thu. Điều này không xảy ra trong được qua Worteman, một số chi tiết khác giúp củng cố sự lựa chọn của bạn là sự kết quả nghiên cứu cổ phiếu được quan tâm cho thấy mức lợi nhuận của thuế trong gần nhất hoặc là gần đạt đến đỉnh cao. Tốc độ tăng trưởng của lợi tức giảm mạnh trong hai quý liền là dấu hiệu của rắc rối. Cũng không quan trọng, không kém trong việc bạn nhận ra thời điểm tăng trưởng lợi tức quý hàng năm, hàng quý tăng tốc, bạn cần phải biết khi nào để tăng trưởng lợi tức bắt đầu giảm tốc, chậm là đáng kể. Ý tôi là nếu công ty đang tăng trưởng lợi tức với tỷ lệ 50% và báo cáo tỷ lệ này còn 15% thì thông thường đây là dấu hiệu cảnh báo của sự rắc rối và có thể là điều bạn muốn tránh. Khi điều này xảy ra, thường là cổ phiếu đã lên đến đỉnh tăng trưởng và sắp rơi xuống, bất chấp các nhà đầu tư của Phú Quân nói gì hoặc là hướng đi lên của nó suy yếu đi kể vào một giai đoạn giá ổn định kéo dài và không mang lại lợi ích gì cho bạn vì giá sẽ không tăng lên nữa. Tuy nhiên, trước đây khi đưa ra nhận định tiêu cực về báo cáo lợi tức của một công ty, tôi thường cho thấy hai quý sụt rõ rệt liên tiếp, thông thường là giảm 2/3 so với tỷ lệ tăng trưởng của các quý trước. Ngay cả những tổ chức tốt nhất cũng có lúc bị sụt giảm tỷ lệ tăng trưởng trong một quý. Tham khảo biểu đồ về tỷ lệ hàng tuần, việc hiểu rõ nguyên lý tăng tốc và giảm tốc của tăng trưởng lợi tức là điều cần thiết. Các nhà phân tích chứng khoán nghị quyết khuyến nghị là cổ phiếu trong một con số lợi tức cụ thể mong đợi trong những năm tiếp theo có thể đang lầm lạc đường lạc lối. Một cổ phiếu lợi tức $5 mỗi cổ phần và được mong đợi là công bố là $6 trong hàng năm, một mức tăng trưởng 20% có thể sẽ đánh lừa bạn từ khi bạn biết xu hướng biến động lợi tức trước đó của nó theo tỷ lệ phần trăm. Nếu trước đó bạn đã từng tăng trưởng đến 60% thì sao? Điều này phần nào giải thích được lý do có quá ít nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận bằng cách nghe theo những khuyến nghị mua và bán của nhà phân tích chứng khoán đưa ra. Các biểu đồ lấy đơn vị theo tỷ lệ phần trăm có giá trị lớn trong việc phân tích cổ phiếu vì sự tăng tốc hoặc là giảm tốc của tỷ lệ tăng trưởng hàng quý theo tỷ lệ phần trăm sẽ biểu hiện rất rõ. Các biểu đồ thể hiện sự trình bày những biến động chính xác theo tỷ lệ phần trăm thì mỗi đơn vị tại bất kỳ nơi đâu của biểu đồ đều là đại diện cho một biến động như nhau về giá hoặc là lợi tức tỷ lệ phần trăm. Điều này không thể có được với những các biểu đồ số học. Ví dụ trên một biểu đồ số học, một cổ phiếu tăng 100% từ $10 lên $20 hoặc là mỗi cổ phần sẽ được biểu diễn bằng một cổ phiếu tăng giá là 50% từ $20 lên $50. Ngược lại, biểu đồ tỷ lệ phần trăm sẽ thể hiện cổ phiếu tăng giá 100% cao gấp đôi so với cổ phiếu tăng 50%. Bạn với tư cách một nhà đầu tư giỏi giang tự tính lấy có thể lấy lợi tức của cổ phần EBS trong quý gần nhất cùng với EDS trong 3 tháng trước đó và đặt chúng lên một biểu đồ tỷ lệ phần trăm sẽ thấy được một bức tranh rõ ràng hơn về tốc độ tăng giảm của tỷ lệ
tăng trưởng lợi tức ở những công ty tốt nhất. Biểu đồ này luôn cho thấy lợi tức trên cổ phần hiện tại và đã leo lên đến đỉnh cao mới. Kiểm tra những cổ phiếu khác trong nhóm để kiểm tra kiểm định bổ sung, hãy kiểm tra mức lợi tức của công ty khác của cùng nhóm công nghiệp hoặc là cổ phiếu của bạn. Nếu bạn không thể tìm ra được một hai cổ phiếu ấn tượng khác trong nhóm để thể hiện mức tăng lợi tức mạnh mẽ, có thể khả năng là bạn đã đi chọn nhờ lầm đối tượng đầu tư. Phải báo cáo lợi tức ở quý hàng quý ở đâu, công bố lợi tức hàng quý của công ty được đăng tải hàng ngày trên chuyên mục thương mại của hầu hết nhà báo địa phương và những ấn bản chuyên đề về tài chính. Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư IBD đã tiến hành một bước xa bằng cách tách biệt các báo cáo của công ty lợi tức tăng với các báo cáo có kết quả giảm, để bạn biết rõ ràng nghĩa phân biệt ai đạt được những bước tiến lớn và ai không làm được điều này. Các dịch vụ biểu đồ như Daily Graph Online và các biểu đồ khác cũng trình bày những kết quả lợi tức được báo cáo trong hàng tuần, cũng như kết quả lợi tức mới nhất của mọi cổ phiếu trên có mặt trên biểu đồ sau khi xác định tỷ lệ biến động của lợi tức trên cổ phần so với kỳ năm trước. Bạn cũng nên so sánh tỷ lệ này với các quý tiếp theo, xem xét quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 sẽ cho bạn biết tốc độ tăng trưởng của một công ty đang gia tăng hay sụt giảm. Giờ đây bạn đã nắm được quy tắc quan trọng đầu tiên để cải thiện khả năng lựa chọn cổ phiếu của mình. Lợi tức trên cổ phần của quý hiện tại phải gia tăng với một tỷ lệ lớn, ít nhất là 20-25% hoặc nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước. Và những công ty tốt nhất có thể đạt tăng trưởng lợi tức đến 100-50% hoặc cao hơn nữa. Một mức tăng soạn sẻn là 10-12% là không đủ. Khi lựa chọn những cổ phiếu thành công, ta chỉ quan tâm đến tỷ lệ sàn tối thiểu. Chương 2, chúng ta sẽ bắt đầu vào với A, tìm sự gia tăng đột biến, tức là tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm.